Và như vậy là trọng tài đã nổi còi, bắt đầu trận đấu giữa các cầu thủ U19 Việt Nam và các cầu thủ U19 Hàn Quốc. Ngay trong những giây phút đầu tiên thì U19 Việt Nam đã có vẻ như đang gặp một chút khó khăn khi mà đội bạn U19 Hàn Quốc đang tổ chức pressing rất cao phần sân của đối phương. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của hai đội ngày hôm nay như sau. Bên phía các cầu thủ U19 nữ Việt Nam, số 3 Hoàng Thị Hiền, số 4 Nguyễn Thị Tú Anh, số 5 Phạm Thị Lan Anh, số 7 Trúc Hương, số 8 đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Ngân, số 12 Trần Thị Duyên, số 13 Ngô Thị Hồng Nhung, số 16 Ngân Thị Vạn Sự, số 19 Cù Thị Huỳnh Như, số 20 thủ môn Trần Thị Ngọc Anh và số 21 Phạm Thị Thu Thìn. Trong khi đó, cầu thủ U19 Hàn Quốc ra quân với đội hình như sau. Số 2 Kim Hun Seo, số 4 No Jin Jang, số 6 Kim Soo Jin, số 10 Kang Ji Woo, số 11 Cho Hu Ju, số 15 Jong Ju Jin, số 16 Hye Jang, số 17 Choi Dae Kyung, số 19 Cho Min Jin, số 20 đội trưởng Ku Chae Jong và số 21 thủ môn Kim Min Jang. Huấn luyện viên trưởng của cầu thủ Hàn Quốc là ông Hu Jang Jae. Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng của cầu thủ U19 nữ Việt Nam vẫn là ông Mai Đức Chung. Một tình huống tạt bóng của cầu thủ áo đỏ. Che chắn tốt. Vẫn còn, bóng vẫn trong chân của thủ Việt Nam. Tuy nhiên thì đội bóng áo đỏ ngay tức đã cướp bóng và tổ chức một tình huống tấn công nguy hiểm. Không được phản công cho cầu thủ Việt Nam. Một tình huống chọc khe có phần hơi vội vàng. Một cơ hội đầu tiên đã được dành cho cầu thủ U19 nữ Việt Nam. Trước khi trận đấu này diễn ra thì tại bảng B, U19 nữ Hàn Quốc đang là đội bóng dẫn đầu với 2 chiến thắng cùng một hiệu số rất khủng, đó là 11 bàn thắng và không để thủng lưới một bàn nào. Trong khi đó thì đứng thứ 2 là các cầu thủ U19 Iran. Họ có một trận thắng và một trận hòa. Không phải, như vậy đứng thứ 2 là các cầu thủ U19 Việt Nam. Tình huống phá bóng của thủ môn bên phía cầu thủ Việt Nam, đó là số 20 Ngọc Anh, ném biên cho U19 Hàn Quốc. Tiếp tục là pha ném biên dành cho đội bóng áo đỏ. Tranh chấp tốt. Quyền ném biên được đổi cho cầu thủ U19 nữ Việt Nam. Trước khi trận đấu này diễn ra thì cầu thủ U19 nữ Việt Nam đã có một trận hòa trước cầu thủ nữ Iran và chiến thắng 4-1 trước cầu thủ nữ Liban. Ngày nay chúng ta đang đón chào những cổ động viên người Hàn Quốc đang sinh sống và học tập cũng như làm việc tại Việt Nam đến để cổ vũ cho các cầu thủ chủ nhà, các cầu thủ nước nhà họ. Ném biên cho cầu thủ U19 Hàn Quốc. Bóng vẫn trong chân của cầu thủ áo đỏ. Nguy hiểm. Không có lỗi. Tình huống tranh chấp rất quyết liệt của các cầu thủ nữ.
người vừa có pha tranh chấp bên phía cầu thủ Hàn Quốc, đó là Cho Hyo-ju. Một tình huống phá bóng giải nguy của trung vệ phía cầu thủ nữ Việt Nam, đó là Lan Anh. Những tình huống phá bóng có phần hơi lập bập của cầu thủ nữ Việt Nam. Rất nhiệt những tình huống tranh chấp và quầy bắt đất sát của cầu thủ nữ Việt Nam. Đối mặt với họ đang là một đội bóng rất mạnh, đó là cầu thủ U19 nữ Hàn Quốc. Tuy nhiên thì đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng không ngần ngại khi thực hiện những tình huống áp sát và đưa ra những pha tranh chấp rất quyết liệt, nguy hiểm. Phát bóng lên cho cầu thủ Việt Nam. Trên màn của chúng ta đang là cầu thủ số 12 Trần Thị Duyên, một cầu thủ nữ khá nổi bật trong đội hình của cầu thủ U19 nữ Việt Nam. Phát bóng lên của thủ thành Ngọc Anh. Tuyết Ngân. Không được. Một tình huống tổ chức tấn công của cầu thủ nữ Việt Nam, tuy nhiên đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự của đội áo đỏ. Chuyền dài. Cắt bóng tốt của Trần Thị Duyên. Vẫn còn. Tuy nhiên trọng tài xác định rằng bóng đã đi hết đường biên dọc. Sẽ là một tình huống ném men rất mạnh của cầu thủ Hàn Quốc. Ném biên cho cầu thủ U19 Hàn Quốc. Người vừa có tình huống phá bóng đó là số 16 Vạn Sự. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của cầu thủ Hàn Quốc. Sút xa. Không có gì nguy hiểm với thủ thành Ngọc Anh. Tình huống sút bóng vừa rồi đưa bóng đi không đủ lực để có thể hạ gục được thủ thành của U19 Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam tổ chức tấn công. Trúc Hương hơi mạnh. Khá đáng tiếc khi trong pha bóng vừa rồi, đội trưởng Tuyết Ngân đã có một tình huống chuyền bóng ra biên. Bóng là đi hơi mạnh so với tầm di chuyển của số 7 Trúc Hương. Vừa rồi là một tình huống phá bóng an toàn của số 19 Huỳnh Như. Tình huống ném biên rất mạnh. Phạt góc cho cầu thủ áo đỏ. Có thể thấy là thể hình của cầu thủ Hàn Quốc là tốt hơn so với U19 nữ Việt Nam. Họ sở hữu chiều cao cũng như là thể lực cùng với thể hình khá tốt. Nguy hiểm! Rất may là vừa rồi trung vệ của cầu thủ Việt Nam đã có một tình huống cắt bóng kịp thời. Người vừa có pha cắt bóng tốt đó là số 19 Huỳnh Như. Nếu như ở trong pháo rồi
Quỳnh Như không có một tình huống phá bóng dứt khoát thì bóng sẽ đến khu vực cộng 2, nơi mà một cầu thủ Hàn Quốc đã chờ sẵn và sẽ là một cơ hội cực kỳ nguy hiểm cho đội bóng đỏ. Còn bây giờ tiếp tục là một tình huống phạt góc dành cho Hàn Quốc. Đứng trước bóng hiện tại đang là số 17 cho Choi Dae-kyung. Trọng tài đang phải nhắc nhở với hai cầu thủ của Hàn Quốc và Việt Nam khi có những tình huống tranh chấp khá quyết liệt ở trong phần vòng cấm của đội bóng áo trắng. Cần phải cẩn thận với những tình huống băng vào tuyến 2 của số 11 bên phía Hàn Quốc, đó là Chu Hee-ju. Rất may là không có một tình huống bóng 2 nào. Người vừa qua pha dứt điểm bằng đầu không thành công đó là số 15, Jong Yoo-jin. Có thể thấy phần lớn thời gian hiệp 1 thì đội bóng áo đỏ liên tục tổ chức những tình huống tấn công ở khu vực biên trái. Nguy hiểm! Cắt bóng kịp thời, vẫn còn. Rất may là các cầu thủ hàng phòng ngự chúng ta đứng vững. Và một tình huống phản công dành cho U19 Việt Nam. Và sự biên phải đang chào, rất hay. Làm gì đây? Tạt bóng. Không được. Một tình huống tạt bóng hơi sâu. Và sau pha bóng vừa rồi thì số 16 Vạn Sự đã gặp chấn thương. Tiếp tục một tình huống tấn công biên trái nguy hiểm. Rất hay, một tình huống bắt bóng tốt của thủ thành Ngọc Anh. Người vừa có pha tạt bóng nguy hiểm được rồi, đó là cầu thủ số 2. Một tình huống ném biên của cầu thủ Hàn Quốc. Rất quyết liệt, liên tục có những tình huống rất chịu khó thành chấp của các cầu thủ Việt Nam với những pha xoạc bóng, những tình huống vào bóng 50-50. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Hàn Quốc. Một tình huống rất bất ngờ khi trong những pha bóng trước, thủ thành Ngọc Anh có những tình huống ra vào thành công. Nhưng ở pha bóng vừa rồi, một tình huống lập bập đã khiến cho thủ môn số 20 có một tình huống ra vào không tốt và bóng đã đi thẳng vào khung thành. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Việt Nam. Trung vệ số 4 No Jin Jang vẫn đang thi đấu khá tốt trong những phút của hiệp 1. Liên tục có những tình huống cắt bóng bổng thành công và những pha tranh chấp 50-50 rất tốt. Đội bóng đỏ đang tổ chức đẩy rất cao đội hình lên phần sân của các cầu thủ Việt Nam. Đi bóng. Trọng tài không xác định một tình huống có lỗi, nguy hiểm. Rất may rằng trong pháo rồi không có một cái bóng đỏ nào có thể trả bóng thành công. Một tình huống xuống biển và đưa ra một cú căng ngang cực kỳ nguy hiểm. Người vừa có pha xuống biển và căng ngang rất tốt đó là cầu thủ số 17 Choi Dae-kyung. Rất may trong pha bóng vừa rồi thì không thể có một tình huống chạm bóng và dứt điểm thành công của các cầu thủ Hàn Quốc. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Và tỷ số hiện tại đang là 1-0 nhưng mà phía các cầu thủ U19 Hàn Quốc.
cơ hội cuối cùng trong hiệp 1 dành cho các cầu thủ Việt Nam. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Đội Việt Nam thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 4 Nguyễn Thị Tú Anh rời sân. Cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Thị Thanh Nhã vào sân. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa các cầu thủ U19 nữ Hàn Quốc và các cầu thủ U19 nữ Việt Nam. Ở trong hiệp 2 này thì các cầu thủ U19 Việt Nam trong trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng chuyển sang thi đấu ở phần sân bên tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Trong khi đó thì U19 nữ Hàn Quốc trong trang phục áo đỏ, quần đen và tất đỏ chuyển sang thi đấu ở phần sân bên tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Trong hiệp 1 của trận đấu thì các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu khá tốt trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên thì một sai lầm không đáng có của thủ thành Ngọc Anh, người đã chơi khá hay trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu nhất, đã khiến cho chúng ta phải nhận một bàn thua không đáng có và rơi vào tình thế bất lợi. Trên khán đài chúng ta đang nhận được sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam. Cầu thủ của chúng ta đang nhận được sự tiếp sức về tinh thần khi các cổ động viên đang liên tục hát bài hát như có học Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của cầu thủ Hàn Quốc. Cầu bóng trong. Vạn Sự. Trong hiệp 1 thì số 16 Vạn Sự thể hình không quá tốt, tuy nhiên thì liên tục có những tình huống tranh chấp 50-50 rất hay. Và thực hiện một tình huống phản công nhanh hiệu quả. Tuy nhiên thì rất đáng tiếc khi pha tạt bóng cuối cùng lại đưa bóng đi hơi sâu. Trung Hưởng phản công cho cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên thì số 7 của đội bóng trắng tỏ ra khá đơn độc trong tình vừa rồi. Nguy hiểm, cần phải ép sát. Rất may cho các cầu thủ 19 nữ Việt Nam khi tình huống dứt điểm vừa rồi của cầu thủ số 11 Choi Hu-ju đã đưa bóng đi trúng mặt sang ngang. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho các cầu thủ áo đỏ. Và trên khán đài thì cầu thủ áo đỏ đang nhận được rất nhiều sự cổ vũ của các cổ động viên người Hàn Quốc. Cầu thủ Hàn Quốc tổ chức tấn công. Đi bóng rất dũng mãnh. Bóng vẫn trong chân của đội áo đỏ, một tình huống tạt bóng trong nguy hiểm. Dứt điểm. Rất may rằng bóng đã đập chân trung vệ của cầu thủ Việt Nam và đi ra ngoài. Phạt góc dành cho cầu thủ Hàn Quốc. Người đang đứng trước bóng đó là số 17 Choi Dae-kyung. Ở trong hiệp 1 thì số 17 Choi Dae-kyung có những tình huống xuống bên trái và có những pha căng bóng rất lợi hại. Tạt bóng rất nguy hiểm. Dứt điểm xa. Nguy hiểm.
rất may rằng bóng đã chạy cầu dọc. Người vừa có tình huống dứt điểm đưa bóng đi chạy cầu dọc đó là cầu thủ số 19 Cho Mizin. Người vào sân số 14 có chiều cao khá tốt bên phía Hàn Quốc đó là cầu thủ No Hee Jong. Ném biên cho đội bóng đỏ. Phá bóng rất mạnh. Tránh chấp rất tốt. Trung Hưởng phản công cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Tiếp tục pha đi bóng của Trung Hưởng. Tạt bóng chào. William Gay. Rất hay. Một tình huống ghi bàn rất tốt của cầu thủ U19 Việt Nam. Tận dụng sai lầm của thủ thành số 20 Cú Chi Hiểu thì một cầu thủ Việt Nam đã lao vào và có pha dứt điểm cận thành rất hay. Rất hay, đó là Tuyết Ngân, đội trưởng của cầu thủ U19 Việt Nam. Một tình huống mang vào và dứt điểm cận thành đơn giản. Hãy cùng xem vào này, một pha tạt bóng rất nỗ lực của số 7 Trúc Hương và thủ thành Cú Hy Trọng đã mắc sai lầm trước khi Tuyết Ngân có một pha băng vào và dứt điểm cận thành rất tốt. Tỷ số được cân bằng 1-1. Phút thứ 72 của trận đấu và tỷ số được cân bằng cho cầu thủ U19 Việt Nam. Hy vọng rằng hàng phòng ngự và tất cả các cầu thủ của đội bóng áo trắng của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thi đấu tập trung hơn. Nguy hiểm. Bóng vào trong chân của cao thủ áo đỏ. Cắt bóng tốt. Một tình huống sạc bóng thành công đó là của số 21 Tu Thìn. Người vừa vào sân bên phía đội bóng đỏ đó là cầu thủ số 7 Lee Jong Min. Đã có những pha xử lý và đi bóng tốc độ cũng như rất kỹ thuật. Đứng chơi bóng hiện tại đang là cầu thủ số 2 Kim Yong Seo. Cần phải tập trung. Pha đánh đầu rất nguy hiểm của các thủ Hàn Quốc. Người vừa có tình huống bật cà và dứt điểm tiềm học đó là trung vệ số 5 Kim Seo Jong. Và bây giờ là một tình huống đá phạt dành cho U19 nữ Việt Nam. Và đứng trước bóng sẽ là Tuyết Ngân, đội trưởng Tuyết Ngân với khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Đây cũng sẽ là một cơ hội nguy hiểm, không phải. Như vậy là đứng trước bóng hiện tại đang là Tuyết Ngân cùng với đó là số 16 Vạn Sự. Hãy cùng xem các cầu thủ U19 nữ Việt Nam sẽ làm gì trong tình huống này. Hãy cùng hy vọng vào một tình huống xuất thần của cao thủ Việt Nam Vạn Sự. Không phải, đó là Tuyết Ngân. Không được. Một tình huống dứt điểm không thành công. Tu Thìn. Và dứt điểm từ xa không thành công đó là của số 21 Tu Thìn. Bóng đang trong chân của cao thủ Hàn Quốc Kim Siêu Dòng. Chuyền dài. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Như vậy là cao thủ Hàn Quốc đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Rất đáng tiếc khi một tình huống bóng hài
rất đáng tiếc cho cầu thủ Việt Nam. Người vừa có pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 đó là số 6 Kim Soo Jin. Cú đút dành cho cầu thủ số 6 của Hàn Quốc Kim Soo Jin. Và với kết quả này thì chúng ta cầu thủ U19 nữ Việt Nam sẽ có 4 điểm cùng với hiệu số là Dương Hải. Hiệu số này bằng với các cầu thủ U19 Iran và có lẽ sẽ phải xét đến chỉ số phụ. Tuy nhiên thì chúng ta dường như đang gặp bất lợi khi ở trận đấu đầu tiên Việt Nam đã phải nhận một thẻ đỏ. Khá đáng tiếc. Thời gian của trận đấu vẫn còn và chúng ta cần phải nỗ lực hơn. Tạt bóng khá tốt. Người vừa có tình huống dứt điểm cuối cùng đó là cầu thủ số 11 Chu Hiu Chu. Và bây giờ thì chúng ta đã buộc phải đẩy cao đội hình. Cầu thủ áo trắng tổ chức tấn công. Trúc Hương, Vạn Dự không vượt qua là phòng ngự của cầu thủ Hàn Quốc Kim Soo Jin. Tiếp tục là số 6 của đội bóng áo đỏ, căng bóng trong, phát bóng lên cho cầu thủ Việt Nam cần phải đẩy cao tốc độ của trận đấu. Ngày hôm nay thì trung vệ số 5 của Việt Nam đó là Lan Anh đã thi đấu tròn vai và rất khó để trách móc với hàng phòng ngự của Việt Nam ở bàn thua thứ 2. Trên khán đài thì các cổ động viên của đội bóng trắng vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho cầu thủ chủ nhà. Kim Soo Jin, số 6 Kim Soo Jin ngày hôm nay xứng đáng là cầu thủ thi đấu hay nhất, cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong trận đấu giữa U19 Hàn Quốc và U19 Việt Nam. Cô ghi cho mình một cú đúp và Việt Nam đang gặp khó khăn. Thi đấu rất tỉnh táo đó là số 20 đội trưởng Cú Chê Dương. Và đội bóng áo đỏ tổ chức phản công. Kim Soo Jin xuống biên rất hay. Tình huống cắt bóng tốt của số 19 Huỳnh Như. Và tiếp tục là một pha phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Đứng trước bóng tiếp tục là số 2 Kim Jun Seo. Thời gian của trận đấu đã trôi về những phút cuối cùng và tỷ số hiện tại vẫn đang là 2-1 nghiêng phía cầu thủ áo đỏ. Bóng nằm gọn trong tầm kiểm soát của thủ thành Ngọc Anh. Thật sự chúng ta có lẽ là không đủ thể lực thi đấu những phút cuối, nhưng mà Vạn Dự vẫn đang rất nhanh nhẹn. Vẫn còn. Rất tốt. Cố lên. Dứt điểm từ xa.
Một tình huống dứt điểm rất táo bạo của cầu thủ số 11 Thanh Nhã. Quan sát thấy thủ thành đối phương lên cao thì Thanh Nhã người vào sân hiệp 2 đã có một pha cầu bóng vào trong khung thành của đối phương. Tuy nhiên thì pha dứt điểm của cô lại đưa bóng đi chạy cô dọc, rất đáng tiếc. Bóng đã đi hơi cao một chút. Như vậy là cầu thủ U19 Việt Nam có sự thay đổi người. Khi vào sân là cầu thủ số 6 Trần Thị Hải Linh, và rời sân là số 13 Ngô Thị Hồng Nhung. Rất may cho cầu thủ U19 Việt Nam là chúng ta đã không phải nhận bàn thua trong một tình huống mà cầu thủ số 2 Kim Jun Seo đã có một pha dứt điểm ở một khoảng cách khá gần, tuy nhiên thì bóng lại đi hơi cao. Diệu Linh người vào sân. Tranh chấp tốt của Hải Linh, số 6 người vào sân thay người trong những phút cuối cùng của hiệp 2. Phạm lỗi rồi. Thời gian của trận đấu có lẽ chỉ được tính bằng giây mà thôi. Mọi người vừa có pha phạm lỗi đó là số 5 Kim Châu Dương. Cố lên. Và như vậy là trọng tài đã đổi còi kết thúc